Chào các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Clip hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cái vườn lớn của mình. Mà như trong các cái clip trước mình đã nói đó, thì mình có một cái vườn lớn cách cái chỗ mình ở đâu khoảng 9 km. Thì sau bữa nay là hơn một tháng trồng các loại cây ăn trái và rau, vài loại rau và các loại đậu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ bộ với các bạn để các bạn biết là cái cách mà mình làm như thế nào mà để có trồng được mấy cái cây. Đây bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái cây mình trồng trong cái thời gian qua một tháng qua. Đây là các cái cây mà mình đem ở dưới vườn nhà của mình lên đây đó các bạn. Đây là cây xoài Đài Loan, nó cao cũng khoảng 3 mét rồi, mình tỉa ngọn cho nó. Thì mới lên đây khoảng một tháng thì hiện nay nó bắt đầu hồi phục, và vừa rồi thì bị một số con bọ xích rồi mấy con bọ cánh cứng nó ăn lá, nó cũng sơ sát này, cũng bây giờ cũng đang bắt đầu hồi phục. Tiếp theo đây là cái cây vú sữa hoàng kim. Đây cây này vú sữa hoàng kim, vú sữa Đài Loan nè, thì mình cũng trồng ở nhà, mình trồng trong chậu mình đem lên đây. Đây là trồng trong chậu nè, thì cũng cây cũng chưa được tốt lắm, thì lá này, lá nó bắt đầu nó phát triển nè. Và còn cây này là cây cherry Brazil, cây này là gọi là cherry Brazil lớn nè. Giờ cây này thì lên là lên phát trời phát đọt được một lần rồi. Hiện nay thì nó đang trong thân, nó đang ra mấy cái búp nhỏ nhỏ này, mình cũng hy vọng là nó trổ bông đi, nhưng mà cũng chưa thấy cái dấu hiệu trổ bông nhiều. Còn tiếp đây là cây mận An Phước, cây này là mồi ngon cho mấy con cầu cào, ở đây có cầu cào nè, rồi mấy con bọ nè, nó cũng ăn giống như cây xoài bên kia. Đây các bạn thấy nó lá hơi xum xê, mình cũng chưa có thời gian để tỉa lại. Còn đây là cây dâu tằm Đài Loan. Đây cây này mình bứng trên vườn nhà, vườn rau thu nhỏ gọi là trên sân thượng, đã ra trái nhiều và hiện nay là tiếp tục ra bông tiếp. Còn đặc biệt đây là cây chanh không hạt, chanh vàng của Mỹ nè. Cây này thì là có trái, có một trái lớn nè, là từ vườn rau sân thượng mình đem lên trên vườn này, thì nó lại vừa trổ bông nè, và trái to bằng cái trứng cút nè. Nói chung là cây này là mình nghĩ là chịu ở dưới đất này nè. Đây trái rất là nhiều, chi chít trái rồi. Còn đây là cây ổi nè, ổi ruby cũng đang ra bông ra trái, và cũng bị cái đám bọ nó tấn công. Còn đây là cây cũng cherry Brazil mà mình mua, mình trồng cây từ hạt cây này là được 1,5 năm nè. Còn đây là sung Mỹ, mình trồng cây này được một người bạn cho, thì mình cũng không biết tên, nó là cây sung Mỹ thôi chứ không biết là tên gì trên cái dốc nữa. Còn đây là cây na dứa Đài Loan, đây thấy cũng có trổ bông và nó phát triển tốt. Còn đây là nhãn tím gì đây, cái cây này mình mới trồng bữa nay là đem về trồng là khoảng chừng hơn 2 tuần. Cây này là xoài, xoài cát và lộc. Còn đây là cây táo đỏ Thái Lan. Bên việc mình trồng dưới đất như thế này nè, mình có trồng một số cây ở trong chậu để cho nó đẹp, và nếu mà bạn bè nào mà có nhu cầu thì mình sẽ chia lại. Còn đây là cây hồng sô-cô-la. Đặc biệt nói cho các bạn biết là cây hồng sô-cô-la là mình trồng rất là thành công ở trên sân thượng, và mình đem xuống dưới đất ở dưới nhà mình có một cây, hiện nay trái nó to bằng cái hơn cái trứng gà rồi. Cái mai mốt mà nó có trái mình sẽ giới thiệu với các bạn.
là cái cây này nè, và mình sẽ rút được cái kinh nghiệm trồng từ sân thượng và trồng dưới đất. Hiện nay thì trồng dưới đất là mình trồng cũng tương đối phát triển đó. Còn đây là các cái cây lê Thái Lan mình cũng đang trồng trong chậu. Cây này nó đang có trái nè. Còn đây là cây bánh kem. Này bánh kem mà mình trồng được 5 cây. Đây là bánh kem này là các bạn biết là nó xuất xứ từ Brazil, cũng giống như cây cherry cũng từ Brazil, và cây hồng sô cô la cũng từ Brazil, tức là từ các nước Nam Mỹ. Đây, đây là cái cây bánh kem mà mình mua cây này thì nó cũng lớn rồi. À, cây này đang có trái, mình cho nó thử nghiệm thử cho nó bao lâu nó chín. À, cây này theo nhà vườn họ nói thì ra trái cũng khoảng chừng 3 tuần rồi. Đây, cây này là lớn nhất, tức là có trái lớn nhất ở trong vườn. Còn tiếp đây là các cây hồng sô cô la mình cũng mới mua trồng, bữa nay được 2 tuần. Thì cây này những người bán họ nói là nó có trái đó. Rồi thì mình để cho nó ra một trái thôi, chứ cũng không cho ra nhiều, một hai trái, tại vì cây này nó còn bé nhưng mà nó bắt đầu có bông rồi. Đây, còn đây là những cây hồng sô cô la nhỏ nè, cây này là cây giống mới này, vừa mới xuống giống cách đây 4 ngày và vừa hôm kia gặp một cơn mưa, như vậy là đất nó còn ẩm, giữ ẩm rất là cây nó sẽ phát triển. Cái khu này mình gọi là cái khu 1 đó các bạn, là mình trồng chuyên về cây ăn trái, cái giống độc lạ. Còn đây là cây bưởi đỏ của Thái Lan nè. À, cây bưởi đỏ thì mình trồng 2 cây. Đây là cây bưởi đỏ nè. Đây cũng mới trồng lại cách đây 4 ngày. Còn bên này là cây cherry Brazil lùng. Cây này là nó được 1 năm tuổi. Cây này mình cũng mới mua về trồng. Thì hy vọng là trong vòng 1 năm nữa nó sẽ cho trái. Đây cũng là cherry Brazil, thuộc loại cherry lùng. Còn đây là cây lựu đỏ Ấn Độ. Mà trước đây ở trên vườn rau thu nhỏ sân thượng đó, mình có làm một clip là lựu đỏ Ấn Độ, nhưng thật ra thì lần đầu tiên mình trồng đó, mình cũng không có biết phân biệt cây lựu đỏ Ấn Độ hay là lựu Thái Lan. Nói chung thì người bán họ nói như thế nào thì mình quay mình đưa như vậy, thì các bạn có góp ý là cây này là cây lựu, tức là mình nói cây lựu sân thượng đó, là cây lựu Thái Lan, còn đây là cây lựu đỏ Ấn Độ. Thì mình hy vọng kỳ này là những người bán giống á, có tâm á, thì họ nói cho nó đúng với xuất xứ của cây, để nhiều khi mình quay rồi đó mình review lên các bạn xem cho nó đúng. Thì hiện nay chỗ này khoảng còn vài trăm mét vuông mình để đất trống, mai mốt là tính họ làm một cái nhà lưới nhỏ nhỏ để trồng cà chua chiên ăn trái như cà chua Canary, cà chua Nova. Đây, còn chỗ này là mình vừa làm cái vàng thì trồng mấy cái dây bầu, bí, mướp, khổ qua. Đặc biệt đây khổ qua thì mình đem từ cái vườn rau thu nhỏ của mình lên đó. Của gì? Cây khổ qua thì nó cũng hơi lớn lớn rồi, tức là nó khoảng được một tháng rồi, nó có bông có trái luôn. Các bạn thấy đây, đây có trái là vừa ra bông nè. Cây này cũng vậy, hai cây đây có trái ra bông. Đây, còn dây đây là cái gì bí, mình cũng đem từ cái vườn rau thu nhỏ ở dưới nhà lên đây, cho nên hôm nay là nó cũng nhanh phát triển. Còn đây là hai cái dây mướp, thì hiện nay mướp là mình cũng đem từ vườn rau thu nhỏ sân thượng lên đây trồng cũng gần một tháng. Thì bây giờ nó đã cũng có bông và có cái nó bắt đầu có trái. Còn đây là hai dây bầu, nó mình cũng không nhớ rõ là bầu hồ lô hay bầu xanh này.
thì nó cũng bắt đầu phát triển ra bông nè, các bạn thấy đó. À, phân nhánh rất là nhiều, nhưng mà đậu trái hay không thì cũng hãy đợi lấy, chứ bây giờ cũng chưa biết là như thế nào, thì nó còn mới quá. Còn đây là cái rau xà lách nè. À, xà lách này thì mình cũng mới trồng xuống dưới đất này là được 5 ngày. Xà lách này ươm sẵn trong các cái bầu rồi. Thì mình thấy trồng xà lách sân thượng nó có cái thuận tiện, nhưng mà nó nắng nó mau khô hơn. Còn trồng dưới đất này thì như các bạn thấy là mưa nó giữ được nước, là nước nó thấm lâu á, mình phải đỡ tưới hơn. Còn đây là mình gọi cái, đây là cái khu 2 nè các bạn. Ở đây là những cái cây lưỡi long mà mình trồng cũng cách đây một tháng này. Những cây lưỡi long này là mình đem từ ở quê mình ở ngoài Quảng Ngãi vào đây. Ở ngoài đó thì có ông anh, ông gửi cho mình theo xe đò đó. Hôm trước mình có trồng thì hiện nay nó phát triển rất là tốt nè. Đây, mình thấy nó có vẻ nó cũng có chịu với cái đất thịt này nè. Mưa nó không ngập là được rồi. Đây, đâm chồi rất là nhiều. Này là không có bỏ phân, không phân, không gì cả. Và cho nó vào trong cái tường này. Thì mình gọi là cái khu này là khu 2, thì mình trồng thêm một số cái cây ăn trái của Việt Nam, như đây là các cái loại sầu riêng nè. Đất ở đây là do trước đây mình bỏ hoang, cho nên những cái nhà bên cạnh đó họ đổ xà bần ra, gọi là rác thải rất là nhiều, và mình đang dọn dẹp cũng chưa có sạch sẽ được. Đây là đủ đã trồng được hơn 2 tuần. Cái cây giống thì mình lấy của 10 vạn, bây giờ thấy nó lên cũng tốt rồi. Còn đây là cây mít, mít Thái siêu trái. Ở ngoài này, hàng rào ngoài này là mình trồng mấy cây chuối. Chuối này cũng không, giờ không biết cách là gì luôn. Chuối này là trồng từ các cây chuối cấy mô. Bữa nay hôm trước mình đem về thì nó lớn khoảng chừng 20 cm. Bữa nay sau 3 tuần trồng thì nó lên khoảng chừng có cái đọt luôn, là khoảng được có cây gần 50 cm rồi. Đây, còn kế bên đây là nhà mình là vừa rồi để chống cái cỏ đó, cho nên nó là có gieo một số cái hạt đậu đỏ, đậu xanh nè. Bây giờ nó cũng lộn tùm lum hết, con không biết cái hạt nào ra cái hạt nào. Thì gieo như thế này về mặt trồng trọt là sai quy cách, lý do là các cây đậu á là nó phải gieo thưa ra khoảng chừng 15 tới 20 cm từng cây thì nó mới ra, nó phát triển được. Tuy nhiên cái này mình để chống, gọi như mình nói chống cỏ đó, cho nên mình cứ gieo luống kiểu như thế này thì không đúng rồi. Thì ít bữa thôi, nếu mà có mưa mình sẽ nhổ ra, mình trồng bớt ra ngoài, còn không thì để bớt cho, gọi là cho gà nó ăn, để gọi là chống cỏ mà. Thì các bạn thấy không, cây tùm lum nè, rồi xà bằng á, các cái loại rác lớn cũng còn rất là nhiều mà mình cũng có thể chưa làm hết được. Do đất rộng cho nên mình cũng làm theo cái mô hình là gọi là trồng rau rồi nuôi gà thả vườn. Đây các bạn thấy gà thả vườn, nuôi khoảng cho vài chục con gà và 5-7 con vịt, vài con ngỗng. Đây là những con gà sau khi nó đi ra ngoài nó ăn thì bây giờ nó lại vào chuồng. Đây mấy con vịt cho tắm. Đây gà này sáng sớm là người bạn của mình ở đây coi vườn á, nó lùa nó ra ngoài nó ăn cỏ. Một số con ở ngoài kia cũng đang ăn cỏ. Đây còn một số con ăn cỏ no đây rồi đi vào trong này. Còn đây là cái loại gà choi nè, mà của một đứa em nó cho mình, nó để có mấy cái con gà này có thể là
anh nuôi đi, mai mốt nó lớn làm gà đá à, ai thích thì mình chia lại làm gà đá để về bồi dưỡng cho nó thành gà đá, còn lại là mình làm gà thịt. À, gà này đã đẻ rồi, gà này có đẻ trứng rồi các bạn. À, bên cạnh đó gà vịt xiêm rồi có mấy con ngỗng nè, đây các bạn thấy mình có 5 chú ngỗng nè, rất là dễ thương. Thì xa xa phía bên tường kia là mấy con gà nó đang ăn, nó đang tìm mấy con côn trùng á và các cái loại rau. Đây, các bạn thấy gà ta thả vườn, tự hy vọng từ cái giống gà này ít ít á, mình sẽ nhân giống ra nhiều hơn. Đây, đang kiếm ăn. Đây, phía xa kia là cỏ rất là nhiều, gà tha hồ ăn thôi. Do đất rộng cho nên mình cũng có điều kiện để làm theo cái mô hình là vườn ao chuồng như mình giới thiệu các bạn đó. Thì cái chỗ này là mình đào một cái ao nhỏ nhỏ để nuôi cá. Thì mới vừa nhờ xe múc đó, họ múc đất lên rồi. Thì vài hôm nữa sẽ thả bạc, tức là thả bạc ở dưới để nuôi một ít cá như cá có thể là cá chép, cá mè, cá rô phi, và những con cá mà sống dưới ao hồ dễ sống đó. Các bạn vừa xem xong clip mà mình giới thiệu cái vườn lớn của mình. Sau một tháng đi vào hoạt động thì mình đã trồng một số cây ăn trái và một số cái loại rau màu, cũng như đào được cái ao nuôi cá là đang chuẩn bị hoàn thiện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.